Ui. Ui, nó ngọt, nó thơm. Quá năm. Ôi, có kìa. Cá linh dòng ống sậy nha các bạn. Một ống sậy, ống cá linh luôn. Phải để gì nè. Hello tất cả các bạn, trả lời kênh anh em vlog nha. Thì hôm nay mấy anh em mình sẽ đem mấy cái lú này nè các bạn, đem đi qua đây đặt ở trong mấy cái họng miệng cống mà nước người ta đang chảy ra đấy các bạn, để kiếm cá linh. Mình thấy mấy anh em mình có bữa trước qua đây đó các bạn, cá linh nó nhảy dữ lắm, nhảy thì còn nhiều dữ lắm. Đặt cây nó có vô mấy cái lú này được không nha các bạn. Đây anh em mình chuẩn bị ba cái lú nè, mình đặt cặp theo nước đang chảy các bạn, mình có đem đá để theo mình dằn lên nè. Hổm gài do tình hình hổm gài bão vô nữa các bạn, mưa gió với lại dịch bệnh đó. Mấy anh em mình hơi chậm ra clip với lại có công chuyện nữa các bạn. Anh mình cũng đang bỏ xuống ấy đây, để mình đi vô trong cho các bạn xem nha. Anh mình cũng đang cột cái thứ hai nha các bạn. Cột lẫn cố định, lẫn mình cột lôi ra ở phía ngoài đây nè các bạn, lôi dài ra tới ngoài cái miệng ngoài đó luôn. Mắc lặn xuống dưới các bạn. Thì anh mình ống cột để xuống rồi đó coi. Cái này sẽ lặn qua bên cái miếng bên kia. Ở dưới đó thì cái miếng này người ta cột lên rồi các bạn, người ta cột có cọng dây lên nè, thì sẽ lặn qua cái miếng bên kia để đem ra ngoài. Đây, anh mình ống ra ngoài nè. Hai anh mình đang cố định hai cái vớt lần đem ra nha, hai cái lú lần đem ra nha các bạn. Nước ở đây thì nước ở trong hầm người ta nuôi cá tra rồi các bạn, xả ra nó cũng trong. Mùa nước nổi mà nước này ở trong, ở ngoài thì nó hơi đục hơn nha. Anh mình cũng đang lặn kiếm cái lú kia, lặn kết nối hai cái lú lại. Đang em lên lấy dây nha. Lấy dây lặn mình bắt xéo quá cho các bạn, ở trong bắt xéo gần. Mình xuống sụp mình lên tắt dây cho anh cọc cái dây này kết nối lại nha các bạn. Ở dưới này là nó sâu nha các bạn, tầm cỡ gần 2 thước nước thì anh mình đứng không tới, hơi khó. Anh ra đây anh cột lên nút. Mình sẽ lặn xuống dưới để cột cái cọng dây cố định hai cái đầu cái lú lại nha các bạn. Rồi, cột xong phải không? Đã. Cột xong phải không? Xong rồi. Xeo cái cọng rau muống thấy thèm ha. Dạ. Như tay à. Rau muống miền Tây các bạn ơi. Cậu còn muốn mà cái bự bằng cái ngón tay, bự hơn cái ngón tay nữa. Tao tới còn nhóc nữa kìa. Bự hơn ngón tay nè. Cái ngón tay mà nó bự hơn cái ngón tay nè các bạn nè. Cái lá là trời nó mập. Rồi nha các bạn, giờ này thì cũng chiều rồi, mấy anh em mình đang đi qua bên cái chỗ mà mấy anh em mình đặt lúc sáng các bạn, để dở coi có cá linh nhiều không nha các bạn. Thì mấy anh em mình sẵn đi chặt mấy cái ống sậy làm cái món là cá linh nướng ống sậy nha các bạn. Thử coi cái món đặc sản này nó có ngon không, thì mình cũng mới suy nghĩ ra. Tại vì đó giờ có người ta nướng cá kèo trong ống sậy, giờ này mình nướng cá linh nha các bạn. Này thì cũng chiều rồi, cũng 3 giờ mấy rồi. Mấy anh em mình đang lái xuồng nè, mấy anh mình đang ngồi ở trước lặn đi qua bên cái cống cho chỗ đó lặn bên đây nè các bạn. Đó, cái chỗ này nè, để mình dỡ cái lú lên nha các bạn.
đưa lên mới được. Đưa anh xuống cái gì? Chạy lên nhóc chân á, quá gớt vậy quá. Nó lọt cái mày á, dữ quá lọt cái mày nha. Thôi cá linh nè, nhóc chân nè các bạn ơi. Cái này nó bị trôi ra. Nước nó chảy mạnh quá. Trôi ra bây giờ nó hơi ít. Mà cũng nhiều lắm rồi, nhiều đây là nhóc ở trên, cá linh nó tiêu xanh luôn. Nó sống không? Em lấy cái đồ đài đựng ha. Dễ nha, mày gặp cái sụt. Đó, nhóc chân nè các bạn. Này mà nướng này ngon lắm. Đó. Quá chân cá luôn. Đấy, nó chả gì mà. Đá chuyện ở trong thì không có cho buộc mà. Đâu vô? Bà khả mấy cái này đi. Không có giá trị về mặt tinh thần. Con này mà nướng nè cũng phê lắm nè. Nhảy sôi sôi luôn. Bây giờ thêm một cái lên nha các bạn. Nhóc vào chân luôn. Xí cứ ngắt luôn, kéo hẳn quá. Nhìn ha, cái má tôm mà đủ quá, nó đâm vô tới cái vú luôn trời. Này mình kiếm sậy chặt nha các bạn. Chặt được mấy cây rồi nè. Đó, chặt mấy cái búp như vậy là đã dữ dằn lắm luôn. Anh mình cũng đang lựa tiễn mấy cái cây bự bự nha các bạn. Nó sậy nhóc hết trơn luôn. Hầm như không rồi rồi nè, trộn vô ha, đẩy vô luôn ha. Đây là mình chuẩn bị mấy cái ống sậy xong rồi nha các bạn. Đây ống sậy mình chuẩn bị xong, giờ này mình sẽ nhét vô ống sậy, mình rửa sạch đàng hoàng chân, mình sẽ nhét con cá vô trong đây nha các bạn. Rồi mình đẩy cái nút lên, mình có chế cái nút nè, nó mình đẩy nút lên vậy nè, nó rất là kín. Đó. Mình sẽ đẩy vô. Chừng nào mình ăn là mình chỉ tét cái việc tét cái ống sậy ra thôi nha các bạn. Này có cá lồng tông luôn các bạn, thì lộn cái lồng tông vô chơi luôn. Cá lồng tông ăn cũng ngọt. Giọng nó xuống. Đó, giọng nó xuống.
không các bạn ơi. À, đẩy nút lại đó. Một cái à, các bạn cái gỗ này của chị Tây hết vậy, cái gỗ đi. Lấy gỗ lại đi. Giờ này mấy anh em mình đang nướng nha các bạn. Này khối cái hơi ở trong cái ống sậy lên này các bạn ơi. Quá đã, quá ngon rồi. Ôi. Mùi thơm ngào ngạt luôn. Thì các bạn cái ống sậy này ăn được nha, cái ống sậy luôn. Hiểu đều muốn nhai nè, lên khối nè. Nhìn nó xích khối nè. Chạy chở cái anh Tây, chạy chở xe xe nha. Ôi ôi cô kìa. Đó hay không? Thơm luôn các bạn, mùi vị ống sậy là thơm. Mấy cống bên kia anh Tây, mấy cống mình rồi, mấy cống đó là bắt đầu từ cống đó qua là chưa chở rồi đó. Ui nó đã nè. Giống như là mình hấp cá thủy các bạn. Này là chỉ có miền Tây mới sáng chế ra được mấy cái món này nha các bạn. Các bạn miền ngoài là không biết cái món này đâu. Dính rồi, lấy cái dao tét ra. Trời ơi. Lấy cái dao tét ra mới được, lấy cái dao chè chẻ nó ra mới được. Ừ. Thế là gì hư con cá ra ngoài sau. Đâu có, chẻ xíu xuống xíu thôi. Mình lấy tay mình tét ra. Ừ. Lách cái dao ra, ừ. Đó, lấy tay tét ra. Ui. Ui, nó ngọt, nó thơm. Quá năm. Ui, có kìa. Cá linh dồn ống sậy nha các bạn. Một ống cá linh luôn. Phải để cái gì nè. Còn dữ lắm con ơi. Các bạn nhìn nè các bạn. Nó ngon mà cái này nó ngọt là dữ dằn luôn. Để thiệt cộng thêm cái chén nước chấm nữa. Ôi ôi. Tài chơi trang lên luôn hả? Ăn từ từ nha các bạn, để nóng quá ăn phỏng lử các bạn ơi. Tài ổng ăn gì tới tài đành đạn thiệt chứ tài. Bắt tôi quay phim cho ông ăn gì nữa bạn. Nuốt nước miếng không? Ôi ôi. Kìa ra muốn sống rồi, chiều mấy anh em mình săn mấy cọng rau muống nè bạn. Các bạn nhìn cọng rau muống, trời ơi nó non. Hết sảy luôn các bạn. Ôi ôi. Cái đó được rồi đó, nó quay. Đem cái đó luôn đi. Dạ. Cái ống đèn cái đó, đưa ống đèn ra ngoài luôn không? Có ống đèn rồi, chín rồi. Mới đây làm hai bóng rồi đó trời. Ôi, để chưa? Để chưa? Ăn cho hết, của người ta hay chi á. Ôi ôi các bạn. Ớt nè, thấy không? Hương vị nè. Cay hả? Cái chén nước chấm gì mà không cay sao được. Khổ quá, nó dính vô chút mà không chạy không?
các bạn, mình mời tất cả các bạn nha các bạn. Con nhìn con muốn là quý vị ha. Các bạn thấy nó bự gì nè nhưng mà rất là non các bạn. Đừng nghe không? Các bạn mà ăn rau muống đồng được ở miền Tây của mình nữa các bạn, thì rau muống này nó chỉ hạn chứ rất là hay nha các bạn. Vì cái món mà cá kèo nhé đúng thầy á, ngon dữ dằn. Vậy thì ta đi uống cà mau tôi uống về hai cái. Chứ mà tại bữa nay mấy anh em mình làm có tắt câu cá nó ít, nó đúng ra nó là nhưng mà không đã. Bây giờ nha, 2-3 kg em mới đã mà. Dở cũng ít nè các bạn, tế không có nhiều không? Tại vì sự cố kỹ thuật hai cái lú nó bị nước chảy quá nó trôi. Trời ơi có nè. Lên đó, ăn gì vừa thôi. Tại sao trời lại tạo ra một cái tiệc tác như vậy? Nó đẹp mấy mèo.
Nhiều đó ăn rồi không nổi, ớt vô nữa. Ăn này chắc khó lắm, tao tháo ông điện quá. Hồi nãy sạch đất là ăn cá vô không biết mùi vị gì luôn. Rồi xong rồi nha các bạn, đến clip của anh em mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Sạch sẽ cá luôn các bạn ơi, không xị đâu hết trơn luôn rồi. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn nha.